Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh chợ Sài Gòn nha. Ở đây là con đường Phạm Văn Đồng ha. Ở phía bên kia là bên kia đường là đường Hiệp Bình ha. Còn đi thẳng chút xíu là cầu Bình Lợi ha. Bữa nay em quay trở lại vườn của anh Út Đực thì sẵn hướng dẫn cho anh chị luôn. Cái vườn chính của anh Út là ở nằm hẻm 1050 ha. Là đây. Ngay chỗ này bán cua, ghẹ, tôm nè, quá trời luôn ha. Ở đây từ đây thì mình vào tầm khoảng cỡ 30 mét ha. Đó là anh chị thấy ngay cái ngã ba này nè. Là ở mé bên tại đây là cái căn biệt thự, nhà biệt thự Nóc Thái đó. Là căn nhà của anh Hùng đó anh chị các bạn. Bữa nay là có hai chủ đề em quay cho anh chị các bạn mình cùng đón xem nha. Thứ nhất là có nhiều anh chị hỏi về tại sao giữa hai cái cách ghép là cách ghép mắt ngủ và cách ghép đóng đầu mà anh Út ơi sao cứ chọn cái cách ghép đóng đầu đó. Rồi bữa nay cũng rất nhiều anh chị có câu hỏi là cây mai ghép bữa giờ vẫn chưa đi tù hả. Ôi bữa nay xong rồi chóng quắn quá vậy anh Út ơi. Thôi chào anh Út, chào chị nha. Dạ chào. Dạ đây sao hôm nay vườn như để nói nghe anh rút tặng anh đổ mặt bằng cái thứ nhất với cái hai nãy giờ mai nhiều anh làm nổi anh cũng trả cho ông anh bớt ông cũng mở vườn mai. Tức là mình đổ lại mặt bằng ha, không biết cái mặt bằng nó có bị gì không mà anh phải đổ. Nhưng mà bây giờ vậy nè, bây giờ đây cái này là đây anh chị thấy không, cái chữ tặng trong cái clip em quay từ hồi chiều ở dưới chợ gạo Tiền Giang ở vườn anh Bảy Quang là anh có tặng cho anh Út cái một lít mật ong rừng ở mật ong mà anh nuôi nha, uống thử. Thấy cái mật ong này là mật ong nguyên chất nha, lấy từ trong cái thùng mật ong mà rất nhiều hàng ngàn con ong ở trong đó ha. Là để anh Út xem lại cái clip là anh Út thấy liền à. Thôi trước mắt thì anh cũng cảm ơn anh Bảy gửi cho anh một miếng ong. Cái thứ hai nữa anh cũng cảm ơn em mà đưa xuống tới đây gửi tặng cho anh. Dạ. Anh rất là cảm ơn, rất là chân thành. Trời ơi, anh nói anh khoái anh lắm. Cái clip nào của anh cũng xem hết trơn á. Mà anh nó kêu nhờ mà xem nhiều cái clip của anh Út mà giờ anh là muốn là thành cầu thủ luôn. Còn về anh sao cũng ông anh Hoàng cũng mới mở vườn mai kính nói ảnh giúp cho mình việc cái thứ nhất để dư giờ nhiều quá của mình làm không nổi cũng như anh nghĩ từ sáng anh Tứ hồi 6 giờ là em vừa xuống anh Tứ vừa xong vừa chạy đây đó. Bắt đầu ngày mai là anh phải xịt thuốc nè còn công của anh thì chỉ làm lặt vặt thôi chứ nó đâu có làm mà là mấy bán việc tránh được. Thành bây giờ từ ngày sắp tới anh cũng tóm tắt lại rồi để gán hết năm nay năm tới anh cũng triển khai anh làm ít lợi. Trời ơi chóng quắn quá nè anh chị ơi. Rồi còn chóng chạy quá còn hai cái bồn mà. Còn này anh đổ mặt bằng xong rồi thấy là tương lai sau này để anh coi mày sao. Mày nghĩ anh xây bồn quá. Thì để tới đó tính bây giờ mình chưa nói được. Nhưng mà không có ý định ha anh. Mình đúng rồi mình cũng đang mơ tại vì tới đó mình anh celebrate lại mình có ý định thì mình làm một mớ vậy đó. Để hàng ngày mình sẽ có được cái tiền trợ. Nhưng mà nếu mà vậy là thấy hai cái bột này có vẻ là nó hơi bị có anh á anh thật em á anh mà tính tới cái giai đoạn đó là anh sẽ phá cái bột này. Đi cho đẹp luôn chứ không phải mà đi mà công mà méo đi thẳng băng luôn cái cơ luôn này chiều ngang tới cái chỗ cây cột này chắc được cỡ 8 mét phải không tại vì anh tại vì tại vì anh, tại vì anh trồng là anh trồng trực không nha chứ không có trồng cây bị sai nha từ 2 mét đổ lên trồng là mà mình muốn gì cái tàn vậy chắc cũng phải 2 mét ha anh tàn là đúng rồi tại vì mình trồng là mình trồng cố định luôn á để biết sao không? Mình muốn mình nói gì để sử dụng giống á là trồng phải cố định luôn là tại cây mai mà nằm dưới đó là phải cách nhiều năm cây mai nó mới chất lượng được với cái giống nó mới định nó mới là gọi là ok. Nếu mà anh trồng 2 mét coi như là
Nếu mà anh là xài ba cái hàng thì mỗi hàng tối thiểu phải là coi như là chiều ngang tối thiểu phải là 6 mét phải không? Thì đúng rồi, 2 nhân 3 là 6. Anh trồng á là tại vì anh trồng là anh trồng trực không. À, nhưng mà anh đây là 8 mét, 8 9 mét nữa. Anh 9 mét anh nói ra chút nữa. Là anh trồng là mốc xây bồn là ít nhất là anh thật cái tính hay tính là chắc phải 3 mét cái bồn. Để mà để coi sau này 3 mét một cái bồn thì đây là quanh tới cái cửa này là 9 mét rồi nè. Đúng rồi, tại vì cái tới tới nửa cái cửa này là 9 mét nè. Nó tới gần 20 mét rồi. Thành ra anh trồng là trồng những cây cao thì mình tính mà có được đồng được cái đồng tiền mà mình có xài mỗi ngày á là anh quýnh trực không chứ không có quýnh cây bậy bạ. Mà nếu mà bây giờ ở đây là anh dự định là khúc bên này là anh trồng 30 cái bồn nè, còn ở bên kia là coi như là mình để 2-3 cái xe gì đó. Đúng rồi, tính đó nha, giờ tính thôi, tính tới năm sau là để có cái điều kiện anh nó có đó là anh làm mới làm, còn không có anh chắc làm cũng chút đỉnh thôi. Cái sân bên này là anh để được 4 chiếc xe ô tô bên này là anh để được 4 chiếc xe ô tô, còn bên này là anh để 30 cái bồn. Ít bữa nữa anh sẽ che khi một cái máy tới 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 đây luôn em. À, để thêm xe ô tô để phải không anh? À, không phải mua thêm 2 chiếc nữa. Không, đẩy bạ. Đẩy phôi nè. Phôi ở trong sân rồi nè. Tặng mình có một đống. Tưởng anh mua 2 chiếc nữa chứ. Chứ tại vì anh đem mấy cái trực cao về đó. À. Thì trước mắt thì làm, nói chung là làm kiếm trứng cơm á. Mà bây giờ vậy nè, anh đốt 30 cái bồn này mà anh để đây là coi như là muốn cố định luôn rồi. Có đúng đâu. Không? Anh mà làm anh xây cái khúc này chắc chừng giỏi lắm chừng 20 đô la em ơi. Tại anh trồng cho nó thưa. Trồng thưa phải không? Em muốn lấy giống dữ là cây phải thưa. Thôi nếu vậy là trồng 3 x 7 21 đi. Tại vì em biết sao, để nói em nghe, em muốn trồng mà lấy giống là cái cây nó thưa, cái cuốn mai nó mới khỏe. Còn em mà trồng đặc kẹo quá không có ngon đâu. Nó khổ lắm. Mà giả sử bây giờ là nếu mà sao anh? Anh đang tính đây, tính chút đỉnh đây, mà sang năm mới tính chứ giờ nói mốt không có mà bà con ta cười chết. Mốt không có là năm sau nữa có sao đâu. Thì đúng rồi mà cái này có chút xíu nhầm gì mà không có. Đốt xây nguyên cái nhà còn được nữa. Dạ chào chị. Dạ vậy thì đúng rồi, thì nói chung là mình làm được chứ không phải là cái gì chứ bình thường, nếu nốt là bình thường chứ không phải để nói nghe, nói chung là tài chính ai cũng khó khăn em, không phải đơn giản. Nói chung là anh mua, nói chung là cái phôi giờ không để sẵn anh nói luôn cho em biết. Dạ. Cái phôi bây giờ, cái phôi mai vàng nó rất rẻ, anh nói thật. Thành ra anh mua là mình tính cũng mười mấy 20 cây, nó cũng gọi là cũng hơi nhiều chút đi. Dạ. Với anh mua là anh lựa với cây cơ đó. Thành ra tức là trực thẳng như cây cơ ha. Trực thẳng cây cơ là cây, thành ra mình làm mà trồng vậy là nửa cây cho nó hoành tráng. Nửa cái giống nó mới đẹp được em. Chứ mình không có đảng mình nói mình kinh doanh gì giống rồi là cây mình phải nó cây, nói chung là cây phải hoàn thiện. Anh em ta vô ta thấy ta mới phái chứ cây mình không hoàn thiện cây đâu sao đẹp được em. Mà bây giờ giả sử 20-30 cái bồn ở đây là nó đã cố định rồi mà anh định nhân giống cái nào ra nhiều nhất anh? Không, anh thấy bây giờ chung cái gì anh chắc là anh cũng đi ba loại giống, mà chỉ ba loại thôi. Trước mắt thì anh tối anh cũng suy nghĩ rồi anh đi đi ba loại thôi. Thủ Đức là chắc chắn có nè. Thủ Đức với Bình Lợi với Sài Gòn. Thủ Đức, Bình Lợi, Sài Gòn. Là anh là nói chung là chỉ dưới đó thôi, là trước mắt mình đó thôi. Thì trước mắt thì muốn anh làm cũng lại mười mấy 20 cây trước đi. Rồi thôi bây giờ anh em mình tính tiếp. Anh chị mình có đồng ý không? Nếu mà đồng ý thì mình nhớ bấm cái nút like dưới mình ủng hộ rồi động viên tinh thần cho anh Út chứ là cho cái clip kênh nhiều người xem nha anh chị. Đây. Bây giờ tới cái tiết mục tiếp theo nè, để em quay cho anh chị xem cái cây này bữa trước có quay rồi nè. Bữa nhớ má ha, hôm nay xì ra được khúc phải không? Cái này là ghép mắt ngủ nè. Mắt ngủ Bình Lợi. Rồi. Có một anh ảnh hỏi anh này chắc cũng mới tập chơi. Anh nói cái mắt ngủ là mắt sao vậy anh Út ơi? Đúng rồi. Để Út trả lời đi. Để mình giải thích cho cái mắt ngủ là cái mắt lá của nó nha. Cái lá vậy nè. Là ví dụ đi. Cái lá này nè, như nè, cái mắt ngủ là cái lá này nè em. Rồi nha, từ nha. Như cái lá này nè. Rồi. Nè, đây cho dễ rồi nè, như cái lá nè, em. Rồi. Em cắt bỏ cuốn. Em lấy cái một viên da đây.
Rồi em gắn vào cái miếng dao kia, cũng như là mình mà thí dụ đi, cái này là cây mai 12 cánh. À. Rồi mình lấy 12 cánh đó mình ghép qua cái cây mai 5 cánh. À. Đó là rồi nếu mà cái đọt mà nó mà, có cái ngấn. Còn mà đóng đầu á là còn đã có cái ngấn là kêu bằng đóng cửa gà. Không có cái ngấn mà nó không có cái mắt lá đó anh, nó mới có cái ngấn lên á, mình đóng nó cũng xì ra được cái mắt trụ á. Không, cái đó là kêu bằng cái răng cưa. À. Cái ngấn cũng như mấy cái đọt mà nó nằm xích đây nè. À. Mấy đọt kia nó có cái ngấn, nhiều khi mình mà nó không có mắt lá không đó. Đúng rồi, nó không có cái lá này, mình lấy này mình đóng cũng được. Cũng lên. Mà đóng ăn mấy cái này là mai mốt dạng nó có răng cưa nhiều á, mốt lên một dọc nó không ngon. Lấy một đầu rồi thôi, một cái mắt lá đóng nữa nó mắt lá lên đẹp hơn. À, lấy mắt lá là đẹp hơn. Ừ. À, vậy là có hai cách lấy mắt ngủ anh chị. Đúng rồi, đúng rồi. Chừng nào mà bắt đó chỉ đó mình mới như mấy cây mai nào mà đóng mà nó lên chậm là mai mốt mình lấy răng cưa mình nhát nó vô là cho lên cho lẹ. À. Tại cái răng cưa nó lên lẹ hơn cái mắt lá này. Cái răng cưa là nó lẹ hơn cái mắt lá nữa. Đúng rồi, răng cưa lên lẹ lắm nó lên. Em cứ tưởng cái răng cưa đó là mắt ngủ. Răng cưa nhiều lắm thì nó cũng gọi là cái mắt ngủ của nó đó. Tại răng cưa nó nhiều lắm nó chưa xì ra lá. Nó mốc em mà ghép rồi đó là nó sẽ nhích ra 4-5 cái tược. Rồi xong rồi mình biết á là mình lựa cái tược nào mà khỏe nhất á là mình lấy, còn mấy tược yếu là mình phải bẹp. Nếu vậy em thấy lấy răng cưa là nó ngon hơn chứ. Răng cưa mà cũng đâu có răng cưa đâu mà ghép. À, nhưng mà giả sử có răng cưa là không, mình lấy nói chung cái nào được mà đa số cái mắt ngủ là cái mắt lá là ngon nhất. À, mắt lá ngon nhất ha. Ừ, mắt lá là nó ra, em thấy nó ra đề đạm nè, cũng như em thấy cũng như bình lợi nè, thấy không? Ừ, nè mắt lá, anh lấy mắt lá luôn phải không? À, mắt lá nè, mắt lá nó không. Tức là thay vì bình thường là anh chị nếu mà ghép đóng đầu á là coi như là như cái này đi. À, ví dụ cái này đi cho dễ nè, đây cái này đi. À, đó là mình cắt khúc ở đây. Đúng rồi. Ở xong cái là mình nhét cái đoạn cắt này vô. Cũng như mình cắt thôi, giờ mình đến đầu thì mình cắt ba ngang một cái đầu cho ba phân đi. Ừ. Đó thì bây giờ mình cắt phân mình nhét vô, còn hai phân cho nằm ở ngoài. À. Thì hai phân là hai mắt lá nè, thấy không? Đen mắt. Đó là anh nhét vô vậy nè. Đó, thì đó mình gọi nôm na là mắt thức đi. À, là vậy là nữa nó lên hai mắt lá này. À, rồi. Còn mà không có mắt lá này, mình một mắt lá này còn có là nó có cưa gà, mình đóng cưa gà luôn. À. Còn có người viết, mình đóng người viết luôn. Dạ. Còn mình đóng làm cái cách này á, là cách này là dùng của hắn nắng. Đó, bây giờ em hỏi tới cái câu hỏi tiếp theo là lý do tại sao lúc mà anh chọn cái cách ghép này không ghép đóng đầu đi cho mệt, bày vẽ ra rồi tốn công tốn thời gian. Cái nói chung là để nói cái mắt ngủ này thì mình để mình nói nghe cái mắt ngủ này là mình ghép cái thở từ hồi đời hồi cu lỉ cu la giờ. Dạ. Hồi xưa là mấy ông tiền bối là chuyên môn, chứ hồi xưa là không có vụ mà đóng đầu đâu em. Dạ. Hồi xưa là đi mắt ngủ không. À. Chứ hồi xưa là không ai biết cái vụ mà tọt đâu. Dạ. À, là chỉ là ghép mắt ngủ không. À. À, bây giờ tại vì cái mai này á, để em nói em nghe, anh dựa về cái nắng gắt nè. À. À, anh mới ghép cái mắt ngủ này. Anh nghe với cây mai này biết sao không? Nó cũng khỏe. Tức là nắng gắt thì mình nên ghép mắt cũ này rồi, so với cái đóng đầu. Chưa, lý do tại sao anh? Chưa mà em mà ghép mắt ngủ này mà trúng tháng 10 cây mai chết nha. Nó không chảy nước chết á. Là ghép cái mắt ngủ này vào tháng 10 là nó dễ chết. Tại vì để anh nói nghe, anh ghép á, lúc anh sắp sửa anh ghép á là anh tưới nước một cái là cho không biết chậu. À, và là trước khi ghép là anh tưới nước chứ không có cắt nước hả? Không, tưới một cái cho nó nước. Rồi xong hôm sau ghép hay là ngày mai là anh sẽ ghép. À. Rồi ghép là anh cắt nước luôn, tại tới đó là anh cắt hết trơn rồi. À, trước khi ghép một ngày là anh cho nó nước luôn. À. Rồi xong rồi tới ghép là coi như cắt. Tại vì lúc mà ghép mà là mình ghép bắt ngủ rồi nè. Là em cắt bỏ trơn là còn cái phôi không à. Là em nghĩ không? Xong em ghép xong á là cây mai này á nó dạ nó còn lái nè. Nè ấy dây nè em. Tính cái này là cái tược cũ của nó phải không? Cũ nè, anh ghép nè. Nha. Anh mới tháo dây nè. À. Cái này là mới tháo, cái này là cái cũ chứ không phải là cái mắt ghép nha anh chị, cái tược ghép nha anh chị. Cái nhánh này là cái nhánh mai vàng 5 cánh. À. Đó là anh tưới nước một cái rồi đầu ngày mai anh bắt đầu anh triển khai anh ghép là anh cắt nước luôn.
Cái này anh để lại coi như là nó đang có lưu dẫn chất dinh dưỡng ở đây rồi, nó qua bên này luôn, nuôi này luôn. Tại vì em nghĩ anh mới tháo này là em mà cắt ra là cái nhánh này, cái bo này chết nha. À, tức là nó không có rồi đường dẫn lên đúng không? À, biết sao không? Tại vì mới tháo ra cái dừa nó còn xanh lè, nó chưa có chín. À. À, em để về bữa cho cái dừa của nó, làm thấy dừa xanh không? Cho nó chín dưới màu da là anh cắt là ngày mai lên đẹp lắm. À, và mình lựa mình phải nhìn cái này phải không? Đúng rồi. Đó là mình lựa cái bo của mình là cho ăn dư cái màu da cái nhánh mai năm cánh nè. Thông thường kinh nghiệm của anh là khoảng mấy ngày thì mình cắt cái nhánh năm cánh được? Như cái này nè, để anh nghe, thường là anh ghép này là nó khoảng tháng. Trời ơi, một tháng mấy mấy cắt hả? Đúng rồi. Tại vì anh ghép thường là ít nhất là phải mình phải là ít lắm mà cái mai khỏe là phải 15 ngày là anh mới kháo bịch. Yeah. Tháo bịch rồi anh phải bỏ phải 15 ngày nữa để cho cái bo mình cho nó liền lạc dưới nhánh mai vàng nè. Rồi anh mới cắt ra, mà chờ mình cắt ra cây mai mình nó có đâm ngảnh chơi nhiều không. Mình sẽ coi cái thân cây mai mình nó đâm ngảnh chơi nhiều không. Nó đâm ngảnh chơi nhiều là mình cắt là cây mai lên đẹp. Còn mấy cái ngảnh chơi mà nó không đâm lên là em cắt là cây mai chừng hư á. Chưa không phải như đóng đầu đâu. Cái ngạnh chơi anh chị biết là gì không? Để em quay cho anh chị xem cái ngạnh chơi nè. Rồi mình có cái nào ví dụ cái ngạnh chơi. Ngạnh chơi này em xì lên nè, thấy không? Là mai năm cánh nè. Mai năm cánh, đợi khi mà mai năm cánh nó xì lên vậy á. Nó xì lên là mình sẽ cắt mấy cái đầu này mình bỏ. Rồi mình đợi cái này lên cao là cái này đâm lên thấy đỏ là mình tát mấy này bỏ đi. Tát bỏ đi. À. Lên đẹp bình thường. Tức là mình phải đợi coi thân cây của nó mạnh chưa. Đúng không? Chứ mà cái cây mình nó chưa mạnh em mới tát đâu. Em nghĩ cái mai này đáng giá bao nhiêu tiền mà. Đó cũng là một cái mẹo nhỏ nhưng mà nó là quan trọng ha anh. Đúng rồi. Cái cây mai này á, để nhớ nghe. Hay là nó không có bao nhiêu á thì mình còn ẩu chút, mà cây mai em nghĩ đáng giá bao nhiêu tiền mà mình mẩu lại ẩu cái trả giá nặng lắm. Đúng rồi. Cái mai này để nói nghe, nhiều khi nói cái người mà hơi bị khó khăn, cái mai là bán ra cất cái nhà đó. Anh nói thật, cất được cái nhà đẹp đẽ đàng hoàng. Dạ. Thành ra mình làm cây rất kỹ. Bỏ cái đồ giữ anh kỹ ghê lắm. Thành ra cây mai mà mình dính cho nó chính xác chứ đâu có dám bậy bạ, còn đóng đầu cũng vậy nữa. Anh sẽ nuôi mấy tháng cho lên cơ 1, cơ 2 là anh mới đóng. Coi như là cái ghép mắt ngủ này vào những tháng mưa thì nó rất là dễ bị chết. Đúng rồi. Bởi vì nó nước nó vô đó đúng là rồi, nó thúi đúng không? Thúi. Nước nó vô những cái này nè. Dạ nó giờ không có cái này là mình bột bệnh chắc rồi, nó nước nó ôi cái chất trồng của mình nè. Nó không chảy nước được là nó mốc lên thành nó lên cho mai lá me. Nó yếu. Cũng y như là mình nói thật, y như cái mai mình đóng đầu cũng vậy. Đóng đầu nó cũng sợ mùa mưa. Y vậy luôn. Không, mình làm mình sao mình đỡ mình nói cây mai làm cỡ nào làm ăn khô cái đầu của mình. Vậy là nếu mà như anh nói thì cái đóng đầu với cái mắt ngủ nó cũng sợ mùa mưa. Cái chung là cái nào mà bởi anh nói làm cây mai đẹp xấu vẫn thua cái đầu của mình. Mình sẽ giữ được cái độ bình tĩnh hay không. Nhiều khi đóng đầu em nghĩ là nhiều khi á em đóng em nhiều khi em chừa một hai cái gâu nó cho nó chạy nước. Còn em vô nhà em đóng thì lúc đó là không nước mưa vô làm đóng là lên đẹp bình thường. Mà đa số đóng bất cứ đóng đầu hay là ghép mắt ngủ hay là vừa cái nắng là làm tốt nhất. Nắng là tốt nhất. Là tháng 1, 2, 3, 4 Còn mà đến 5, 1, 2, 4, 5 cái vụ mà đóng đầu này á, em mà cây mai em yêu phôi, em càng để lâu đóng càng đẹp càng ngon. Không bao giờ hư. Càng 5 tháng, 7 tháng, 10 tháng gì em để càng lâu em đóng càng sướng. Giờ có một coi như là cái đóng đầu với cái mắt ngủ là anh thấy coi như là anh nói là giống nhau. Như vậy tại sao anh không cái giữa hai cái đóng đầu với mắt ngủ thì nó có cái nào hơn cái nào anh mà anh chọn cái mắt ngủ? Để anh nói nghe, anh tại vì anh làm anh không có thời gian. Nhiều khi em mà đóng đầu trong vòng tháng là em nói ra là em phải đi kẽm rồi. Dưới em phải cắt bịch cột nó xiết mỗi mốt nhánh mai nó gãy. Tại vì em đóng là biết sao không, nó chạy ghê lắm. Nó chạy khiếp lắm, chứ không phải gì. Còn em mà ghép cái mắt ngủ nè, nó cứng dữ lắm. Dạ. Khi gió nó cũng khó gãi, nó còn cái hằng đóng đầu gió nó khi tét là nó chết. Em tưởng đóng đầu nó có một cái ấy nó ghim vô thân mà đóng nó phải cứng chứ ta. Tại vì lúc em vạt á, em vạt nó mỏng lét gió mà nó mỏng.
bởi vì mới cái gì nó cũng có cái mặt cái trái đây em ơi. Tức là cái động đầu nó mốt ra là nó ra dài ra nhanh quá, nó dễ gãy đúng không? Đúng rồi. Nếu mà mình không kịp mà không kịp quấn, không kịp quấn là dễ nó gãy. Đúng rồi. Thành ra nó khó khăn cho anh. À. Anh nghĩ có mấy cái mai vậy anh không có thời gian mà để làm luôn thật sự. Còn nếu mà cái này thì nó ra chậm hơn. Đúng rồi, là mình hơn. Đỡ. Đỡ. Đó là anh này mình kéo được thời gian được. À, là kéo dài thời gian. Rồi. Chứ đóng đầu à, người nào cũng muốn tặng Tết có ăn chứ tội vậy, đi dép này nó em biết nó trễ nãy hết 2 tháng trời. Ừ. Chứ tôi chưa đâu phải đâu, còn cái mai này mà em đóng 2 tháng là nó ra dạn khúc rồi. Vậy là ngoài cái lý do mà cái đóng đầu nó ra lẹ quá mới dễ bị gãy, còn cái đúng lý rồi. Do nào khác anh chọn cái mắt cũ không? Để nói nghe, cây đóng á mỗi người mỗi tánh mỗi ý. Ừ. Là không ai giống ai, còn ý anh á nhiều khi anh cũng muốn khích ghép cái mắt ngủ. Ừ. Còn đóng đầu là anh chờ cái đầu nó già với giờ đóng đầu á, là mai nó non quá cũng nó cũng chẳng cái đầu để đóng thật sự là vậy, tại vì anh muốn anh tại vì anh đóng cái nó về già anh đóng non quá anh ít cái đóng lắm. À. Đó. Anh thấy tại vì anh thấy có mắt ngủ ngon quá anh cắt ghép cái đây thôi chứ không phải là gì chứ không có hay mà không có mắt ngủ anh cũng điên mẹ nó rồi. À. Là vậy. Ra là vậy. À. Chứ cái cây này đạn cái cây này mà ông bà cô bác người ta sửa hồi xưa. Thành ra anh mới ghép tay nè, thấy em thấy ghép này nè, em thấy cái nhánh ngược vậy giờ nó chạy xuống dài nè thấy chưa? Nè có người hỏi anh sao à. Ghép ngược nè. À đây múc vào đây. Trả đây. Cố tình nha anh chị. À cái này là mình ghép ngược. Mà nhưng mà nếu mà anh ghép không ngược rồi mình cũng sửa được vậy. Sửa được mới mình sửa là nó xuống tới đây thôi, nó xuống tới đây thôi. Nó sẽ có một cái khúc cong bẻ ngược phải không? À, nó không chạy dài cái đây. À. Còn này nó chạy dài đây em chạy đây nè là cái máy liều. À. Nó bẻ cũng dễ hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cái này em khỏi bẻ muốn bẻ thôi, cái này nó chạy dài đây muốn bẻ đây cái này ok. Là cái máy nó có tay đẹp. Ừ. Nó cái gì cũng có cái giá của em ơi. Đó giữa cái mắt ngủ và cái đóng đầu là nó thành khác nhau chỉ có vậy thôi. Thành ra anh làm nhiều thứ lắm, anh tại vì anh có mắt ngủ hình cái mắt ngủ. Có dạng có cửa gà, nắm cửa gà, có người viết, đóng người viết mà đóng. Nhưng mà nếu nói về cái vẻ đẹp thì cái mắt ngủ với cái đóng đầu thì cái nào theo anh thì đẹp hơn? Không, anh nói thật em á, cái vẻ đẹp là ăn thua con người tạo dáng. À. Nhưng mà ý cái lúc mà nó chảy ra, lúc mà nó chảy nhựa ra này ra nè. Còn mình đóng đầu vậy nè, cái mình ghép mắt ngủ nè, mình đa số mình bẻ lúc nào nó cũng đẹp hơn rồi. Ghép mắt ngủ bẻ đẹp hơn. Đúng rồi, bẻ cái dạng cái nó co, còn mà em mà đóng đầu nó xỉa nè, tại vì em đâu có bẻ sát được. Bẻ nó phải lúc lên chút xíu nè, nó mới cong được. À. Còn bẻ sát là không được. Còn cái này nó là dễ gãy phải không? À, còn này là em bẻ sát được. À, đó là cái là điểm lợi thứ hai đó là vậy. À, cái điểm lợi thứ chung hai là cái gì nó cũng có cái dễ, cái gì nó cũng có cái khó em. À. Thật sự là vậy đó, thầy anh bây giờ anh cũng đang triển khai nè, tại vì nói thời buổi giờ cũng hiện đại, chứ anh thấy giờ bà con giờ xài giống giờ cũng tăng tiến quá, rồi mình cũng gán đu khiêm kiếm một hai giống đặng, tại vì giờ mai giờ em biết giờ làm anh thấy năm là có thể là chơi được. Thành ra anh thấy mấy cái giống mà bây giờ này cũng như anh làm mấy cái mấy tháng mà thấy nó bự hay ớn. Ừ. Bự nửa thước mà anh phải mà anh tư phân hay là gì nó lên, không phải anh không có khèm cái gì chân để coi ra sao anh thấy nó chạy ghê gớm không. Thành ra để anh cũng làm bạn mới rồi bà anh em cũng này kia nọ đó nữa thì có này có kia. Cây này anh ghép lâu chưa mà thấy anh chiều kẽm rồi nè. Cây này anh cũng ghép chắc cũng mấy cũng khoảng 2 tháng rồi. Là cây này anh ghép đóng đầu hả? À, đóng đầu. Này đóng đầu là anh chị thấy nó ra dài phải không? Là mình phải dìu kẽm nó liền phải không? Kẽm liền đúng rồi. Cái nhánh nó non nè anh chị. Ừ. Đó, nhánh non xèo mà anh cây này dìu kẽm là anh bẻ theo cái dáng tại cây mà này nữa, một là cây này của anh Lận. Nữa là một là ảnh vô cái chữ nhật thì vô, còn có vô hộp xài vô. Ừ. Tại vì anh bẻ theo cái chậu chữ nhật. Chứ mình không có bẻ tròn. À. Tại vì cây mai là để nắm nghe cây mai là mình bẻ theo cái dáng của nó. À. Cái nào dáng thú anh chị. À, cây nào nó cái dáng sao là mình bẻ cái cây mai nó như vậy đó. Chứ không phải là mình bẻ tròn. Ngoại. Ngoại lấy đi không vậy. Là vậy đó.
thành ra cây này nữa cái dáng nó sao là mình đi vậy không, giờ anh bẻ dài rồi mốt mình đổi chậu. Đổi chậu đó là một là muốn vô cái chân nhật vô, còn có vô hộp xài vô à, đó là mình bẻ cho khách, tại vì cây là mình bẻ tùy tùy theo cái cây mai dưới dáng mai là để mình xử lý. Dạ. Rồi một câu hỏi kinh điển mà hầu như là tháng nào cũng hỏi, mà quay xong vẫn hỏi, trả lời xong vẫn hỏi đó, nó cây mai xả tàn xong đứng đọt, cây mai mới ghép xong lâu quá không ra nhiều lắm anh, nó tự lá mè tự hôm tết anh bị vụ nè à, anh nhớ cái đầu luôn á. Là nhiều người hỏi anh đúng không, bây giờ mình trả lời kỹ cái nữa đi. Không, để nói nghe, cây mai á em dùng cách gì cây mai mới đứng đọt, còn cây mai mình thể là cây mai mình có yếu, cây mai mình nó khỏe không, hay là cây mai nó bệnh hay không, nó cũng ba trường hợp. Ba trường hợp á? Thôi à, bây giờ vậy nè, cái ba trường hợp đó chứ không phải là đơn giản mà tại sao cây mai mình nó không chạy đọt, cây mai mà đứng, cây mai lá me. Bây giờ cái đó nó cũng hơi dài á, bây giờ cái đó em làm cái clip riêng được không? Cũng được, có sao đâu, cái clip riêng đi để cho anh chị mình tìm kiếm nó dễ ha, được không? Anh Út ha, còn em muốn quay ngày mai vô vườn đi quay rồi anh trả lời cho em cho dễ, hay giờ tối quá muốn giờ muốn anh là anh cũng làm luôn cho em coi luôn. Rồi thôi giờ mình tạm kết thúc cái clip này ở đây đi. Rồi. Cảm ơn anh Bảy Quang lần nữa ha. Rồi, cảm ơn Bảy, cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn bà con, cảm ơn khán giả nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong cái clip tiếp theo. Anh chị có câu hỏi gì dưới mình cứ comment, mình đặt câu hỏi dưới nha. Rồi em xin chào và cảm ơn anh Út nha. Cảm ơn em, cảm ơn bà con mình.